Xin chào quý bà con. Lại nói về xử lý ra hoa thì câu hỏi đặt ra là xử lý ra hoa nghịch vụ có làm giảm tuổi thọ của cây trồng hay không? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta sẽ xét lại 3 giai đoạn của quá trình ra hoa. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn tạo chồi, tạo lá non. Giai đoạn thứ hai, phân hóa mầm hoa. Giai đoạn thứ ba, ra hoa đậu trái. Thì đối với xử lý nghịch vụ, giai đoạn phân hóa mầm hoa, chúng ta cần phải có sự tác động từ bên ngoài. Ví dụ, chúng ta tạo khô hạn hoặc cây nó phải được đặt trong tình trạng là lạnh, khô và thiếu nước, hoặc chúng ta tăng cường bón phân lân và kali với liều lượng cao lên để cây có thể tạo mầm hoa, phân hóa mầm hoa nhanh hơn. Thì chính điều này sẽ làm cho quá trình trao đổi chất trong cây nó bị mất cân bằng. Ví dụ chúng ta cắt nước, chúng ta tạo khô hạn thì cây bắt buộc nó phải giảm thoát hơi nước, lá cây có thể bị rụng, cây nó phải huy động nước ở trong cơ thể nó, huy động tối đa để có thể đáp ứng được cái nhu cầu sinh trưởng và phát triển của cây trong một thời gian ngắn. Bà con rút nước, bà con siết nước từ 15 đến 30 ngày. Thứ hai nữa là do bà con bón phân lân và kali nồng độ cao thì nó sẽ làm cho cái phân bón trong đất cũng như là phân bón cho cây nó bị mất cân bằng. Cho nên rễ cây nó phải xử lý hết cái lượng phân bón trong một thời gian ngắn, làm cho nó phải hoạt động mạnh lên thì nó sẽ dễ bị suy yếu và thoái hóa. Ngoài ra thì trong giai đoạn mà ra hoa thì bà con thấy là xử lý nghịch vụ là mình muốn cho nó ra hoa đồng loạt. Thì với một cái lượng hoa khủng khiếp như vậy ra cùng một lúc thì cái bộ lá của cây nó phải hoạt động hết công suất, nó quang hợp hết công suất thì nó mới tổng hợp được dinh dưỡng, nuôi được cái số bông nhiều như vậy trên cây. Thì cây nó cũng phải hoạt động tối đa, rễ nó cũng phải hút dinh dưỡng tối đa từ đất để nuôi lá, và lá phải quang hợp tối đa, tổng hợp dinh dưỡng, nuôi ngược lại bông và trái non. Chính điều này sẽ làm cho hai cái bộ phận của cây nó dễ bị suy yếu nhất, dễ bị thoái hóa nhất, đó là lá cây và rễ. Thành ra bà con để ý những cái vườn nào mà xử lý ra hoa trái nhiều, sau một đợt bán trái như vậy bà con quay lại bà con nhìn thì cây bắt đầu nó xuống, nó sát sơ hết, lá bắt đầu nó vàng đi. Một số cây là trái nhiều quá nó quằn nhánh xuống, cái nhánh nó bị gãy, nó tạo ra những cái vết nứt, tạo ra những cái vết thương ở trên thân cây. Đó chính là cái điều kiện thuận lợi để cho nấm bệnh, vi khuẩn nó tấn công vào cây. Thì những cái bệnh mà dễ chết nhất đối với cây là nấm hồng, xì mủ. Ngoài ra thì tới mùa khô hạn thì bà con còn thấy có rệp sáp nữa. Tuy nhiên thì cái cây nó chết nhiều nhất là do bị xì mủ và bị nấm hồng. Thì tóm lại, do cái bộ rễ và bộ lá của cây nó hoạt động quá công suất cho nên là cây nó sẽ bị suy yếu nhanh, rễ cây nó bị thoái hóa nhanh. Bà con để ý là những cái cây mà nó ra hoa tự nhiên á, thì nó chỉ ra hoa vừa phải, tại vì đây là cái quá trình mà nó điều tiết tự nhiên, nó điều tiết phù hợp với cái bộ lá nó hiện có trên cây thôi. Lá nó vừa đủ sức nuôi số bông đó thì nó chỉ ra bông vừa đủ để lá nuôi, còn chúng ta xử lý là chúng ta xử lý đồng loạt, cái số lượng bông nó khủng khiếp, thành ra là cái bộ lá nó không đủ để nó nuôi bông, bộ rễ nó phải huy động dinh dưỡng nhiều, hoạt động nhiều, nên là cái quá trình thoái hóa và suy yếu cây nó chắc chắn xảy ra. Cho nên là sẵn trả lời câu hỏi này cho một bạn đã comment ở trên kênh Chanh Không Hạt Mekong. Thì bạn hỏi là xử lý ra hoa nghịch vụ có làm giảm tuổi thọ của cây hay không? Thì câu trả lời là chắc chắn là giảm tuổi thọ. Thì với những cái lý do mà tôi giải thích ở trên thì hy vọng là bà con sẽ hiểu được là cái gì nó cũng có hai mặt của nó. Bà con xử lý ra hoa nghịch vụ, bà con được trái nhiều, bà con bán được tiền nhiều, nhưng mà đổi lại thì cái tuổi thọ của cây nó sẽ bị giảm đi. Bà con phải bắt buộc, bà con phải đánh đổi thôi. Tại vì trái cây mà bán trong vụ thuận thì giá rất là thấp nha bà con. Nghe là rất nhiều bà con đã xử lý trái trong vụ nghịch để bán được giá cao hơn. Đổi lại thì bà con phải chấp nhận là tuổi thọ cây nó giảm xuống, cây nó mau chết hơn. Thế thì để hạn chế cái quá trình giảm tuổi thọ của cây thì bà con cần phải chăm sóc cây sau khi thu hoạch thật là kỹ lưỡng, bằng cách là bà con bón thêm nhiều phân hữu cơ nè, bà con tăng lượng đạm lên, bà con cắt tỉa cành cho cây thông thoáng, giảm cái bộ tán lại, và đặc biệt là cần phải tưới nước đầy đủ hơn để cho cây nó phục hồi nhanh chóng, nó không bị suy kiệt sau một đợt trái quá nhiều như vậy. Vâng, như vậy là qua video này bà con đã hiểu được tại sao xử lý ra hoa nghịch vụ lại có thể làm giảm tuổi thọ của cây và các biện pháp để giúp hạn chế quá trình này. Xin chào và hẹn gặp lại.